Em ơi, tính tiền em ơi. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Thói tiền em. Em ơi, tối tiền đi em ơi. Bò luôn đi, làm biến thói quá. Về đi. Rồi rồi rồi, đợi em chút. Dạ, trời ơi. Ủa, hết hồn ha. Ba hồn chính vía mà về chưa? Trời ơi, khách người ta kêu tính tiền nãy giờ kìa. Ủy gì vậy? Bữa nay cho tao uống miễn phí đi. Ngày nào cũng tính tiền hết á. Hai chị, trời ơi, đây là cái quán cà phê chứ không phải cái chùa hả? Không lấy tiền rồi anh em mình ăn cái gì? Khổ ghê với mày á. Nè, mày với Tom Jerry có chuyện gì đúng không? Có gì đâu. Tao chắc chắn luôn. Không có. Cha mẹ đẻ mày chứ mà cái người hiểu mày nhất chỉ có tao thôi. Hai đứa mày mà không có gì tao cùi mà. Thiệt á. Không có gì thiệt mà. Mày có bầu rồi đúng không? Cái gì? Mày có bầu rồi đúng không? Hai nói gì vậy? Có bầu gì đây? Tự nhiên nghĩ sao có bầu? Tự nhiên bầu bì bầu đâu ra? Làm gì có bầu? Ai có bầu hả? Tự nhiên bầu. Thôi mày bớt đi, mày bớt cái điệp khúc đó đi. Được rồi. Chối đúng không? Không muốn nhận đúng không? Chắc cũng mày không biết đâu. Nhiều khi con so đó mày cũng không có cảm nhận được là mày đang có bầu. Để tao nhờ mẹ ghé tiệm thuốc tây mua cái que thử thai về thử cho mày luôn. Dạ, thay bị điên hả? Tự nhiên kêu mẹ ghé tiệm thuốc tây mua que thử thai thử về mẹ biết có bầu mẹ cạo đầu em luôn á. Nghĩ sao vậy? Vậy là mày có bầu thiệt hả? Thiệt chứ sống thiệt. Trời ơi. Mà bà kêu tôi tất tả tôi về các nước về tôi uống hết cái ly đã. Có chuyện gì vậy? Thì chuyện gì quan trọng lắm hả? Mà bà đi đám tang ở đâu vậy? Đám tang cái chị này là chị học chung dưỡng sinh với tôi. Con trai chị chết. Cái gì? Trời ơi, bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Thấy thương lắm, mà nhà đơn chiếc single giống như tôi vậy đó. Cũng một mẹ một con, bây giờ con chết rồi. Trời ơi, hoàn cảnh đi thương. Tôi nghe tôi muốn suy sụp muốn xỉu luôn á. Con trai hả? Rồi con trai của chị đã có gia đình chưa? Vấn đề là ở chỗ đó. Chưa có gia đình. Chết. Bây giờ chỉ còn một mình. Vừa khóc, vừa buồn, vừa tủi, vừa ôm hận. Tại tôi. Sao vậy? Sao tại bả? Thì là hồi xưa con trai đó có yêu một cô gái. Rồi con nhỏ có bầu. Bả bắt con nhỏ phá cho bằng được. Trời. Để chi? Để củng cố sự nghiệp cho thằng con trai của bả. Rồi xong hai người chia tay. Rồi sau này có sự nghiệp, bả đi cưới một cô dâu mà giàu có cho con bả. Về ở 5 năm trời không có con. Rồi cũng ly dị rồi. Bây giờ chết mới 40 tuổi chết. Thấy thương không? Cái người con trai con của chị bạn bà là 40 tuổi rồi. 40 tuổi không vợ không con. Chết queo. Để là một mẹ già đơn côi. Thấy hoàn cảnh đáng thương không? Trời ơi, nghe sao mà thương xót của dữ vậy trời. Mà bà kêu tôi về đây có chuyện gì hả? Tôi kêu bà về đây á là để trời tôi được rối quá nên tôi muốn cái hỏi bà. Cái chuyện thằng ôm nhà tôi á, nó ở với con nhỏ bồ nó sao mà bây giờ có bầu rồi kìa. Ê trời. Thằng Tôm ở với con nhỏ đó có bầu. Bây giờ sao đây? Ủa, sao quen vậy ta? Ê trời ơi. Gì vậy? Giống y chang cái câu chuyện của cái bà chị bạn dưỡng sinh mới tức thì. Ê bà nói xui với bà. Con tôi cái vụ kia là khác. Thôi. Rồi rồi bây giờ sao bà tính sao? Cái vấn đề là cái con bé này nè. Hình như nó muốn phá cái thai này đi á. Thì tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Bây giờ á là tôi nghĩ á là nó muốn thì mình chiều nó thôi chứ mình đâu có ép được, đúng không? Mình ép nó con nó mình ác sao? Bà biết tính tôi xưa giờ đâu có ý kiến ý cò gì nhiều khó khăn gì với ai đâu. Hiền lành muốn chết luôn. Cho nên á, để xem coi nó muốn cái gì á, mình cũng phải đợi nó trả lời với mình. Nên rồi cũng rối quá bà nói với tôi biết đi để tôi tìm cách tôi tính thôi. Cái gì vậy? Tôi nhìn vô cái ánh mắt của bà. Cái miệng bà nói như vậy. Nhưng mà trong dạ bà, trong tâm bà là bà muốn con nhỏ nó phá đúng không? Ê, nào bị bể hả? Tôi thấy là giờ á,
bà bớt tạo nghiệp lại đi. Nè, tôi chưa nói cái chuyện ha, bà đi đám tang về là đúng ra là bà đi thẳng một mạch về nhà bà. Mà bà ghé nhà tôi á là bà đã bỏ cái, tôi không muốn nói cái từ này, bà bỏ cái xui qua nhà tôi rồi đó. Bà đó nha, bà mới lãng á. Tôi đang đi đó mà, tự nhiên cô kêu tôi giật ngược về cho bằng được. Tâm sự chia sẻ gì tự nhiên về gì rồi nói tôi là xui xẻo gì đem tới nhà bà là sao? Đúng rồi bà ơi, bà đi đám tang về bà làm ơn bà về nhà bà tắm rửa sạch sẽ đi. Từ tới tối ngày nghiệp tạo. Trời ơi, tự nhiên đổ thừa tôi làm sao? Tôi nói bà là tôi góp ý từ nãy giờ bà không nghe thì thôi. Mà nè, bà bớt nghiệp lại đi nha. Bà tạo nghiệp quá bà sẽ giống như cái bà chị bạn của tôi. Sau này chết đó nha, xuống tới 36 tầng địa ngục chứ không phải 18 đâu nha. Trời ơi, tức thôi bạn bè gì mà kỳ cục vậy? Tự nhiên đi vô nhà người ta nói cái gì mà tạo nghiệp rồi kêu người ta 19, 23, 28 tầng địa ngục này nọ. Tạo nghiệp á là cái con nhỏ mà sắp cưới là thằng Tôm kìa, chứ không phải là tôi nghe chưa? Ê, anh gọi cho ai vậy? Gọi cho mẹ hả? Gọi được luôn á. Tao đâu có điên. Tao gọi cho thằng Tôm Seri á. Chi vậy? Đợt này tao phải đập nó một trận. Dám. Thôi cũng không có được luôn. Làm gì không được. Nghĩ sao tự nhiên đập ta? Ủa mắc gì không đập? Ai biểu tụi mày dám ăn kem trước cổng? Gì? Cái gì? Ăn cơm trước cảng. Bậy bạ không à? Sao? Cơm trước hẻm. Ủa, cái nhà có bàn ăn mà mày ra hẻm mày ăn chi vậy? Không phải. Ủa ra hẻm ăn giờ cái bụng trình nình nữa kìa. Không phải. Mày biết mà, mày mày quá. Hai đứa gọi cho Tôm à. Cái chuyện này là em tự nguyện chứ bộ. Em tự nguyện em làm chuyện này xong rồi em tự nguyện em không có đề phòng rồi bây giờ em tự nguyện em đi phát thai. Ủa, tự nguyện quá trời ơi, mày tự nguyện trong một cách tự hào luôn đó. Trời ơi, mày nhớ mày đang lầm lỗi đó nghe. Em biết. Thôi sao mày dại dột vậy trời, thiệt tôi bực quá trời bực. Đừng có gọi cho người ta mà. Chứ bây giờ tao muốn nhúc giận lên ai bây giờ? Bây giờ sao? Bây giờ lo cách giải quyết đi. Bây giờ mày không thấy nghe anh hai nói nè. Bây giờ em đừng có phá thai nha. Đó. Bây giờ em tuổi em nó còn rất là trẻ. Em nếu... biết rồi đó, em không muốn có con đâu, em muốn 7 năm nữa em mới có con á. 7 năm nữa hả? Ờ. Ê không mấy giờ em đẻ đi. Em đẻ xong cái em gửi cháu á, cháu của anh á vô chùa, vô đình, vô miếu gì đó. 7 năm sau cái em làm đám cưới cái em rước nó về nuôi. Cái gì tào lao vậy? Trời lúc đó nó 7 tuổi nó đi bập bẹ bẹ mẹ ơi mẹ bỏ con giờ con về rồi mẹ. Tới giờ này con giỡn được không? Bây giờ lo tìm cách giải quyết đi, em không muốn có chồng đâu. Mấy giờ hai đứa đám cưới đi. Thôi. Đám cưới xong rồi về mày ha, có gia đình bên mình nè ha, có gia đình bên chồng nữa. Hai gia đình cùng nhau lo cho đứa bé. Chứ giờ em vậy đâu có phá được, phá là anh nghe nói là mai mốt khó có con lại lắm đó. Bị vô sinh á. Thì bà nội của Tôm cũng nói vậy đó. Nhưng mà mẹ của Tôm không có thích em. Mắc gì không thích em? Em cũng dễ thương, duyên dáng, đẹp đẽ có gì đâu mà không thích trời. Thì là chắc là cái chuyện mẹ chồng nàng dâu thì cũng khó tránh khỏi những cái lục đục mâu thuẫn nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà dần dần trước lạ sao quen, về rồi mến tay mến chân. Nó trước hết là em có đứa bé trong bụng nữa, là mang dòng máu bên kia nữa. Là mẹ của Tôm từ từ sẽ thương em à. Ủa hai ơi, hai nói chuyện với hai đi lấy chồng rồi vậy á. Trời ơi mấy đứa rồi. Cái gì? Không mấy đứa bạn của anh hai lấy chồng rồi, anh hai biết kinh nghiệm. Hai biết nghĩ sao vậy? Trời ơi, lấy chồng là cả một vấn đề luôn á. Lấy chồng rồi đẻ con. Đẻ con lúc đó em sẽ trở thành một bà mẹ bỉm sữa, đầu bù tóc rối. Không có thời gian chăm sóc cho bản thân của mình. Chưa hết đâu nha. Rồi phải đối diện với mẹ chồng nè. Rồi sự khó khăn, rồi ganh tị, ganh ghét của chị chồng, em chồng rồi. Rồi biết bao nhiêu chuyện xảy ra hả? Thôi không lấy chồng được đâu. Ủa đẻ con cực vậy luôn hả? Ờ à. Sao anh hai thấy mấy cái bà, mấy cái clip quảng cáo cho bệnh viện phụ sản đó, bà nào đẻ ra mặt cũng cười hân hoan lắm. Tao biết nó quảng cáo mà, quảng cáo dĩ nhiên tao phải cười chứ. Rồi mấy đứa bạn em kìa, đứa nào cũng vậy, lấy chồng xong khổ cũng chết luôn. Nào là mẹ chồng, em chồng, chị chồng, con cái, chồng con, tùm lum tùm la thứ hết đó. Chứ giờ giờ sao? Bây giờ em quyết định rồi đó. Em không lấy chồng. Khổ hay sướng của một đời người đó là mình sẽ quyết định sau này. Lỡ như nó làm vậy rồi bị biến chứng gì rồi sao? Nè, là bạn bè tôi khuyên bà thiệt tình nha. Bà bớt nghiệp lại đi. Chứ bà tạo nghiệp quá. Mai mốt nghiệp chồng nghiệp chết á, là đi xuống 36 tầng địa ngục chứ không phải 18 đâu nha. Mẹ vô đi. Làm gì giọng yếu xìu vậy con? Hả? Sao? Sao? Suy nghĩ kỹ chưa?
Dạ rồi. Rồi á? Nhìn cái mặt của con là mẹ biết con chưa có suy nghĩ gì hết rồi. Nè, làm sao không khéo người ta nói là mẹ tạo nghiệp á, nghe chưa? Ý mẹ là sao? Con nghĩ tới bà nội đi. Là người thứ ba, tuy là nội hay xen vào chuyện gia đình của mình, nhưng mà đến lúc mẹ cũng thấy bà nội nói đúng với con. Thì là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.